đưa máy bay quân sự ra đá chữ thập, xây dựng trạm nghiên cứu mới tại căn cứ quân sự trên đá chữ thập, đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, đâm chìm tàu cá của ngư dân, thậm chí là công bố dự luật cảnh sát biển. Đó là nhiều trong số hàng loạt các hành động ngang ngược của Trung Quốc trong suốt năm 2020 nhằm đe dọa láng giềng, theo đuổi chủ quyền sai trái và phi pháp của nước này trên Biển Đông. Giữa lúc cả thế giới gồng mình chống đỡ với đại dịch toàn cầu COVID-19, Trung Quốc công bố một loạt các hoạt động mà Bắc Kinh gọi là dân sự tại Biển Đông thông qua việc lắp đặt các trạm nghiên cứu tại đá chữ thập và đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đáng lo ngại hơn, ngay cả những ngư dân bình thường cũng phải đối mặt với sự hùng hãn của Trung Quốc. Rạng sáng ngày 2 tháng 4 năm 2020, tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi đang hoạt động nghề cá bình thường tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam thì bị tàu hải cảnh Trung Quốc ngăn cản và đâm chìm. Trung Quốc thời gian gần đây luôn phô trương sức mạnh quân sự của mình, o ép các nước láng giềng, đặc biệt là trong thời kỳ các nước đang phải đối phó với đại dịch COVID-19. Trung Quốc thậm chí dùng tàu sân bay triển khai quân diễn tập đổ bộ, cất cánh, tiếp nhiên liệu và tận dụng ưu thế quân sự gây sức ép với Philippines và Việt Nam, cũng như tuyên bố thành lập hai huyện Tây Sa, Nam Sa trong vùng biển tranh chấp. Đây là những bằng chứng cho thấy Trung Quốc tiếp tục gây hấn trên Biển Đông. Chưa dừng lại ở đó, Trung Quốc tiếp tục leo thang, gây căng thẳng trên Biển Đông khi ngang nhiên tự ý đặt tên cho hàng chục đảo thực thể trên Biển Đông như quận Tây Sa và Nam Sa, trực thuộc cái gọi là thành phố Tam Sa để quản lý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều thuộc chủ quyền của Việt Nam. Bắc Kinh sau đó tiếp tục thông báo tiến hành diễn tập quân sự phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đây là cuộc tập trận thứ hai ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trong vòng 2 tháng qua. Đầu tháng 11 năm 2020, Quốc hội Trung Quốc cũng công bố dự thảo luật cảnh sát biển cho phép cảnh sát biển của Trung Quốc sử dụng vũ khí đối với các tàu nước ngoài được cho là vi phạm vào khu vực mà nước này gọi là vùng biển của Trung Quốc, tức là rất có thể bao gồm toàn bộ khu vực đường chín đoạn phi pháp. Nếu dự luật này được thông qua, sẽ trao cho cảnh sát biển một quyền lực lớn và gây nguy hiểm cho hoạt động đánh bắt cá của không chỉ ngư dân Việt Nam mà còn của tất cả các nước ASEAN trong khu vực Biển Đông. Trước động thái của Trung Quốc, nhiều lần Việt Nam lên tiếng phản đối yêu sách của Trung Quốc, đồng thời khẳng định lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông, bao gồm cả về chủ quyền, quyền chủ quyền và các quyền hợp pháp trên biển là rõ ràng, nhất quán và đã được nói rõ nhiều lần. Về an ninh biển, mà trong đó Biển Đông là một trong những điểm nóng của khu vực. Nói như vậy thì thấy là chúng ta rất là cần một sự hợp tác rộng lớn, xây dựng lòng tin, bày tỏ cái thiện chí để giải quyết mọi vấn đề về an ninh trong khu vực trên cơ sở luật pháp quốc tế bằng biện pháp hòa bình với một cái tinh thần thiện chí vì lợi ích của quốc gia mình, nhưng mà đồng thời vì lợi ích của tất cả các cái quốc gia trong khu vực cũng như trên thế giới. Trước những hành động leo thang căng thẳng của Trung Quốc tại Biển Đông, thì Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông COC được kỳ vọng là bộ quy tắc mang tính ràng buộc về mặt pháp lý, từ đó đóng vai trò nền tảng trong việc quản lý tranh chấp ở Biển Đông, thiết lập trật tự dựa trên luật pháp và duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực. Thế nhưng quãng thời gian dài vừa qua đã chứng minh được việc đàm phán đi đến một bộ quy tắc thực chất và hiệu quả là điều không dễ dàng. Nhìn lại cả một quá trình, ASEAN và Trung Quốc đã thống nhất tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, một bộ quy tắc không mang tính ràng buộc từ năm 2002. Thế nhưng DOC không được chính thức thông qua cho tới mãi năm 2011. Đến năm 2013, hai bên mới bắt tay đàm phán COC, một bộ quy tắc ứng xử mang tính ràng buộc giữa các bên. Và 6 năm sau đó, ASEAN và Trung Quốc chỉ mới đạt được bản dự thảo đầu tiên của COC. Bắc Kinh đã đề xuất một lộ trình 3 năm đến năm 2021 để hoàn tất bản dự thảo này. Bản dự thảo đã đánh dấu một tiến trình mới và to lớn trong việc tham vấn COC và là một bước tiến quan trọng đến mục tiêu đạt được bộ quy tắc trong thời hạn 3 năm. Nhưng một COC như thế nào để vừa là văn bản thực chất vừa công bằng? Liệu Trung Quốc có khả năng nhượng bộ đối với vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở khu vực Biển Đông hay không, khi mà Bắc Kinh từ lâu luôn coi Biển Đông là lợi ích quốc gia cốt lõi? Không sớm thì muộn, các quốc gia cũng nhận ra rằng Trung Quốc rõ ràng không muốn ký COC. Tại sao Trung Quốc lại phải ký COC khi nước này cho rằng mình vẫn giữ ưu thế trên Biển Đông bằng một loạt các hành động gây hấn trong suốt thời gian qua?
Theo nhiều chuyên gia khu vực, tiến trình đàm phán COC giờ đây đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong bối cảnh áp lực từ Mỹ lên Trung Quốc cũng như căng thẳng giữa Bắc Kinh và các nước ASEAN ngày càng gia tăng. Đó cũng là cơ hội gây sức ép buộc Trung Quốc quay trở lại bàn đàm phán COC. Sau thời gian ảnh hưởng vì dịch COVID-19 khiến tiến trình đàm phán COC bị ngừng lại, thì tháng 9 vừa qua, theo thông cáo của Đại sứ quán Trung Quốc ở Philippines, cuộc họp nhóm công tác về COC đã được nối lại thông qua một hội nghị trực tuyến. Thông cáo nhấn mạnh cả ASEAN và Trung Quốc đang cố gắng bù đắp thời gian đã mất vì đại dịch COVID-19. Dù tiếp tục bác bỏ phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế về Biển Đông và quân sự hóa các thực thể đã chiếm đóng, Trung Quốc nhấn mạnh trong thông cáo luôn chân thành và quyết tâm hoàn tất đàm phán COC trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi khẳng định sẽ chấm dứt các hành động gây xáo trộn để có thể bắt đầu sớm nhất đàm phán COC cũng như đạt được các quy tắc nhằm đảm bảo hòa bình, an ninh lâu dài trên Biển Đông. Tuyên bố này có thể được xem là một thiện chí từ phía Trung Quốc. Thế nhưng, đạt được hay không có lẽ là cần thời gian để chứng minh. Nhìn vào thực tế, các quốc gia ASEAN giờ đây không chỉ cần lên tiếng để phản bác những yêu sách phi lý của Trung Quốc trên khu vực Biển Đông, mà còn cần phải tranh thủ các nguồn lực bên ngoài, không để Trung Quốc dùng sức mạnh độc bá. COC đóng một vai trò rất quan trọng trong việc giải quyết tranh chấp giữa các bên hiện nay. Tất cả các quốc gia thành viên đều mong muốn đạt được một bộ quy tắc ứng xử thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ sớm đạt được bộ quy tắc trên Biển Đông trong thời gian tới. Liệu hai bên có đạt được COC vào năm 2021 như kế hoạch hay không vẫn là điều chưa thể chắc. Thế nhưng việc tạo ra đồng thuận giữa các quốc gia thành viên ASEAN, việc kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế thì luôn là những bước đi cần thiết. Tại tất cả các hội nghị thì Biển Đông luôn là một trong những nội dung quan trọng được đề cập vì việc duy trì hòa bình, ổn định và an ninh trên biển không chỉ là vấn đề quan tâm của khu vực ASEAN mà còn là cả thế giới. Và trong năm Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đã chủ động đề cập đến vấn đề Biển Đông, đặc biệt ra tuyên bố Chủ tịch 2020 về vấn đề này. Đây được đánh dấu là một trong những thành công của Việt Nam trong năm nay. Ngay trong những ngày đầu bắt đầu năm Chủ tịch ASEAN, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã khẳng định Biển Đông sẽ là vấn đề được đề cập trong mọi hoạt động suốt cả năm 2020 của ASEAN. Các bộ trưởng đã trao đổi hết sức thẳng thắn về tình hình Biển Đông, cũng như các biện pháp cần thúc đẩy, đặc biệt là nêu cao vai trò thống nhất của ASEAN, vai trò trung tâm của ASEAN giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình, nhấn mạnh việc tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 trong các vấn đề liên quan đến Biển Đông. Nhìn lại gần một năm qua, vấn đề Biển Đông đã luôn được bàn thảo ở các hội nghị cấp cao cho đến các hội nghị bộ trưởng hẹp ASEAN. Vấn đề này cũng được đưa vào tuyên bố, nghị quyết chung, đặc biệt là tuyên bố Chủ tịch ASEAN năm 2020. Và tại tất cả các hội nghị, các quốc gia thành viên khẳng định lập trường nguyên tắc của ASEAN về hòa bình, ổn định trên Biển Đông, đề cao vai trò của luật pháp quốc tế, vai trò quan trọng của UNCLOS, khuôn khổ cho mọi hoạt động trên biển. Ngay sau khi tuyên bố Chủ tịch ASEAN 2020 về kết quả hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 được công bố, trong đó dành phần nhiều đề cập tới vấn đề Biển Đông, bản tuyên bố này đã ngay lập tức gây được sự chú ý của các hãng truyền thông lớn trong khu vực và trên thế giới, cũng như những tuyên bố của quan chức, học giả ASEAN và quốc tế. Không thể để Trung Quốc tiếp tục tìm cách thay đổi luật chơi, gây xói mòn niềm tin. Trước đó họ đã cam kết không làm như vậy, nhưng họ đã không thực hiện đúng cam kết đó. Tôi cho rằng Việt Nam cần phải đưa ra các lựa chọn kiên quyết bằng việc hối thúc các quốc gia ASEAN yêu cầu Trung Quốc ngồi vào bàn đàm phán để sớm đạt được một bộ quy tắc chung ở Biển Đông COC. Mới đây nhất, tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37, Việt Nam một lần nữa bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông và khẳng định sự cần thiết để duy trì hòa bình bền vững, ổn định lâu dài trên vùng biển quan trọng trong khu vực này. Không bị chao đảo, nơi mà khác biệt tranh chấp được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, nơi pháp luật được tôn trọng, tuân thủ các giá trị chung được khẳng định, đề cao ý nghĩa của UNCLOS 1982 là khung khổ cho mọi hoạt động trên biển. Chúng ta trông đợi sớm hoàn thành một quy tắc ứng xử trên biển Đông COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế UNCLOS 1982. Có thể thấy cũng giống như nhiều hội nghị ASEAN trước đó, vấn đề Biển Đông một lần nữa lại thu hút sự quan tâm của các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế.
Tuy nhiên, điểm khác biệt là trong lần ra tuyên bố Chủ tịch ASEAN 2020, vấn đề Biển Đông đã trở thành một nội dung được ưu tiên đặc biệt và có tác động đến thế giới và khu vực. Giờ đây, các nước không còn chiều Bắc Kinh nữa. Đáng chú ý, Bộ Ngoại giao Brunei đã lần đầu phá vỡ im lặng trong tranh chấp trên Biển Đông, nhấn mạnh các cuộc đàm phán về Biển Đông cần phải được giải quyết theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và các quy tắc, nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Động thái được xem là rất hiếm hoi, bởi Brunei lâu nay là bên im hơi lặng tiếng nhất trong số 5 nước 6 bên tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Hay như Malaysia đã lên tiếng bác bỏ các yêu sách chủ quyền hàng hải phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông, công khai phản đối đối tác thương mại lớn nhất của nước này, một điều được xem là rất hiếm xảy ra. Thế nhưng, cũng cần phải nhìn nhận thẳng thắn rằng không phải quốc gia ASEAN nào cũng muốn phản đối Trung Quốc. Một vài thành viên của ASEAN như Campuchia, Lào và thậm chí là Thái Lan chẳng thiết tha với việc phản đối Trung Quốc, và những nước này tạo ra một lỗ hổng khiến tiếng nói của ASEAN không đủ mạnh. Hãy nhìn Việt Nam mà xem, họ đã tỏ thái độ rõ ràng với các hành động vi phạm chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Tôi hy vọng rằng các quốc gia còn lại cũng phải có hành động mạnh mẽ như vậy. Nhìn rộng ra thế giới, Anh, Pháp, Đức đã cùng gửi công hàm phản bác yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông vào tháng 9 vừa qua, nhấn mạnh các yêu sách đường cơ sở thẳng, quyền lịch sử của Trung Quốc đưa ra là vô lý, chiếu theo UNCLOS 1982. Australia cũng đã có động thái tương tự ngay sau đó. Một cuộc chiến công hàm về Biển Đông đã chính thức bắt đầu. Đây là động thái phát sinh sau một công hàm do Malaysia đệ trình lên Ủy ban ranh giới thềm lục địa của Liên Hợp Quốc vào tháng 12 năm 2019. Vậy, Mỹ ở đâu trong cuộc chiến này khi với vai trò toàn cầu của mình, nước Mỹ gắn kết với thế giới và những chính sách của chính quyền Mỹ ở chừng mực nào đó đều ảnh hưởng tới phần còn lại của thế giới? Và tất nhiên, Mỹ sẽ không thể nằm ngoài cuộc chơi. Tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền, chính sách của Mỹ tại khu vực này được biết đến với cái tên Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, một sự bổ sung cho chính sách của các chính quyền tiền nhiệm. Điểm đáng chú ý nhất là sự thay đổi của chính quyền Mỹ trong vấn đề Biển Đông lần đầu tiên sau 25 năm. Các hành động quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông đã gia tăng nhanh chóng và điều này đã đạt tới ngưỡng nước Mỹ không thể chấp nhận. Rạng sáng ngày 14 tháng 7, Bộ Ngoại giao Mỹ phát đi các thông cáo bác bỏ phần lớn các yêu sách chủ quyền Trung Quốc tự vẽ ra trên Biển Đông. Không chỉ nhấn mạnh đến sự phi pháp của những yêu sách này, Washington còn chỉ trích Bắc Kinh là bên đang quấy rối và bắt nạt các nước trong khu vực. Đây được xem là tuyên bố mạnh mẽ, trực tiếp nhất của Mỹ đối với vấn đề Biển Đông trong vòng 25 năm qua. Trong suốt thời gian đó, gần như mọi sự điều chỉnh của Mỹ đều được tiến hành sau các sự cố nghiêm trọng trong khu vực và có liên quan tới Trung Quốc. Chúng tôi sẽ dùng các công cụ có thể và sẽ ủng hộ tất cả những nước trên thế giới nhận thấy rằng Trung Quốc đã vi phạm các yêu sách lãnh thổ và các yêu sách trên biển hợp pháp của họ. Chúng tôi sẽ giúp họ sự hỗ trợ có thể, bất kể đó là trong các tổ chức đa phương, trong ASEAN hay thông qua các phản ứng pháp lý. Chúng tôi sẽ sử dụng tất cả những công cụ có thể. Chỉ ít lâu sau đó, đặc biệt là khi các quốc gia ASEAN ra tuyên bố Chủ tịch ASEAN 2020, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trên trang Twitter cá nhân khẳng định, Mỹ hoan nghênh sự kiên định của các nhà lãnh đạo ASEAN về việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông theo luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982, Trung Quốc không được phép coi Biển Đông là đế chế hàng hải của riêng mình. Mỹ cũng tiến thêm một bước trong việc làm rõ hơn phản đối của mình đối với các yêu sách vùng biển của Trung Quốc, đồng thời khẳng định sát cánh cùng ASEAN trong vấn đề này. Hãy dừng kêu gọi mà hãy hành động. Chúng tôi sẽ kề vai sát cánh với các đối tác ASEAN và chúng tôi kiên định với thượng tôn pháp luật và tôn trọng chủ quyền ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh theo đuổi các chiến dịch cưỡng ép và tàn phá môi trường. Theo đánh giá của giới quan sát, những động thái liên tục từ phía chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tái khẳng định lập trường của nước này tại Biển Đông, mở đường cho những chỉ trích mạnh mẽ hơn đối với các hành vi quấy rối của Trung Quốc tại các vùng biển trong khu vực. Đồng thời, động thái của Mỹ cũng sẽ gây áp lực lên các nước khác, buộc họ không thể chọn mãi một giải pháp im lặng, đứng lên nói tiếng nói ủng hộ một trật tự thế giới dựa trên luật lệ, thay vì chân lý thuộc về kẻ mạnh.